theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Y tế đã công bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại tỉnh này sau khi có kết quả dương tính với một bệnh nhân nữ 25 tuổi ở xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một lễ tân khách sạn, bệnh nhân có tiếp xúc với hai trường hợp bệnh nhân người Trung Quốc đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 17 tháng 1, bệnh khởi phát vào ngày 18 tháng 1, với triệu chứng ho, sốt và kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV vào ngày hôm qua. Bệnh nhân này không có tiền sử đi từ vùng dịch về và như vậy, Việt Nam đã có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cái sát trước đây ấy, thì khi phát bệnh rồi thì mới lây. Còn đây ấy, thì vô bệnh cũng lây. Và các nhà khoa học của Đức, của Nhật mới phát hiện ra nữa là người lành cũng mang cái virus này. Đến thời điểm này, đã có 153 trường hợp nghi ngờ nhưng chỉ 6 trường hợp nhiễm nCoV. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các địa phương phải xây dựng kế hoạch phòng chống và phải phân công trách nhiệm một cách rõ ràng trong phòng dịch. Vậy là đại dịch corona đã tới Việt Nam rồi các bạn ạ. Các bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho mình những chiếc khẩu trang này chưa? Có, ta cần phải bị thật nhiều khẩu trang, nhiều lớp để không bị nhiễm corona nha các bạn. Đó. Đó. Mình nhớ nhé. Mình có rất nhiều khẩu trang các bạn ạ. Là nó hộp nó nông. Nó không cài được rồi, không cài được rồi. Bỏ hết ra thôi, bỏ hết ra thôi. Rồi nó buông hết rồi. Đó các bạn ạ. Bạn nhớ để chuẩn bị cho mình những chiếc khẩu trang này khẩu trang hợp tính các bạn ạ, cũng khá là tốt để kháng khuẩn. Đó. Ngoài ra thì còn trên thị trường còn rất nhiều các loại khẩu trang nữa, như là khẩu trang N95 quảng cáo là kháng khuẩn tới 95%, các khẩu trang y tế cũng rất là tốt, đúng không? Còn cái khẩu trang cao cấp nhất là cái khẩu của cái mặt nạ để chống độc các bạn. Đó. Những cái khẩu trang mà các bạn mà mua ngoài đường á, giá rất là rẻ đó, là khẩu trang đó chỉ là chắn bụi thôi các bạn nhé. Và để chú ý là mua khẩu trang y tế hoặc khẩu trang hoạt tính thì cái mà nó kháng khuẩn sẽ tốt hơn. Còn nói đây là ngạt thở của các bạn ạ. Bỏ ra, xin phép bỏ ra nha các bạn. Thực sự là mấy bữa vừa rồi thì tôi cũng bị cảm cúm và sốt viêm họng. Đó. Cũng thấy rất là lo, nhưng mà bữa nay là mình tại đây thì mình không thích uống thuốc kháng sinh, là bữa nay mình chỉ có hít xài cái ống hít rồi các bạn, xài cái ống hít rồi xịt chi sát rồi và ngập kẹo thôi cho đỡ viêm họng thôi. Bữa nay cũng đã đỡ rồi, mà bữa trước thì lo, thực sự lo vì clip trước các bạn là cái clip trước mà mình đi làm cái quay clip ngoài phố đi bộ Ngân Huệ á, thì mình cũng tiếp xúc với một vài anh người Trung Quốc. Bữa đó mình còn nó nói chuyện chúc mừng năm mới rồi xin miếng khoai lang xin miếng khoai lừa chúc mừng năm mới người ta. Thế là về tự nhiên là mấy ngày sau thì cũng bị sốt rồi là sổ mũi rồi đau họng, ủa lo lắm các bạn ạ. Nhưng mà mấy bữa nay đỡ rồi, hơi mừng, rất là mừng. Đó thì hôm nay mới quay lại để làm clip để cho mọi người xem. Thì để cập nhật thì mấy ngày hôm nay không chỉ riêng Trung Quốc mà Việt Nam và cả thế giới nữa đang đổ xô đi mua các khẩu trang để giảm thiểu rủi ro, để chúng ta giảm thiểu cái sự rủi ro mắc bệnh cúm corona. Thì thực sự thì cũng rất là nhiều ồn ào, rất là nhiều người họ theo trend, họ đi đồn đại tung lung la này kia, rồi là quảng cáo những cái khẩu trang rồi là có tác dụng mà chống được corona. Nhưng mà thực sự ra thì các bạn có thể biết là nếu mà mình xem xét và mình tìm hiểu kỹ hơn thì thực sự là những chiếc khẩu trang này, cái khẩu trang y tế, khẩu trang N95 đó thì nó có tác dụng kháng khuẩn rất là tốt. Nhưng mà cái việc đeo cũng như thế nào thì đó lại là một cái vấn đề để nó có thực sự hiệu quả hay không đó. Thực ra khi đeo khẩu trang thì các bạn nhớ có những người đó chứ nó lại là mấy bữa nay thì mình nhìn trên
báo đài thì thấy một số nơi, ví dụ như Hà Nội chẳng hạn, một số nơi có phát miễn phí cái khẩu trang. Nhưng mà nhìn cái người người phát thì mình cũng thấy hơi hơi buồn cười xíu. Ở trong dịch bệnh thì nói là buồn cười thì hơi 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 kỳ, mà này, họ họ lại đeo khẩu trang. Đó, đi phát khẩu trang rồi đeo khẩu trang thế này thì bạn nghĩ là họ thở hết vào cái khẩu trang, ví dụ như người ta bị cái gì thở hết cái khẩu trang, người tay cầm cái khẩu trang đấy thì sao? Thì cũng đâu có phòng tránh được gì đúng không các bạn? Đó, người nắm quá được rồi thì bỏ ra luôn. Đó, như mình này này, cái một hồi để nắm được khó chịu không chịu được các bạn, chỉ có đi đường là đeo khẩu trang cho nó chắn bụi thôi. Đó, thì đeo khẩu trang các bạn nhớ nha, đây này, để tay chỉ cầm thế này thôi, chỉ rửa ra cái tay đây đó và bóp vào. Với phía trên nó có hai cái thanh dẻo dẻo ngang ngang á, là nó sẽ cố định lại, bóp vào và kéo đó. Thì chúng ta sẽ ngăn được phần lớn là cái khí bụi hay là những tiếp xúc với nước nước miếng hay là nước bọt hay là cái hơi hơi thở của cái người mà lỡ đâu người ta bị bệnh đó, thì chúng ta có thể ngăn lại được. Và các bạn nhớ thì khẩu trang thì chỉ sử dụng một lần thôi nha các bạn, đó và gỡ ra này, đó các bạn gỡ ra, hay là gỡ ra nhé. Đó, và đi đâu về thì chúng ta gỡ ra và nhớ dùng thùng rác. Và bên Trung Quốc thì hiện giờ người ta còn cắt đi cơ để cho người không có ai mà lấy cái khẩu trang để dùng lại, vì khẩu trang bây giờ nó quá mắc và quá khan hiếm. Rồi mọi người vẫn nghỉ Tết, nhiều công ty nghỉ Tết họ vẫn chưa kịp để sản xuất với số lượng lớn các bạn ạ. Đó là người ta còn cắt bỏ đi cơ, còn cắt đi để không thể sử dụng, không thể tái sử dụng các bạn. Đó các bạn nhớ mai thầy đó. Và ngoài ngoài này thì nhiều khi cũng có vi khuẩn các bạn ạ, nhớ tránh được vào đây. Thì chúng ta đi rửa tay liền, cái khẩu trang mà chúng ta cầm này đó, xong chúng ta dụi vào mắt mũi, dụi vào mắt đó, rồi thì cũng như không, nó không có tác dụng gì cho phòng tránh các bạn. Đó, chúng ta phải dục đi nhé và để thùng rác. Đó là mình chia sẻ qua về cái vấn đề mà bị khẩu trang các bạn ạ. Ở đó thì còn một số cái khẩu trang khác, nhưng mà các bạn nhớ chú ý về cái vấn đề là chúng ta dùng khẩu trang có đúng cách hay không. Và hiện tại thì bởi vì sao hôm nay thì Tùng làm cái clip về Corona, tại vì Corona virus Vũ Hán này các bạn ạ. Tại vì thực sự ra thì mình cũng có các bạn YouTuber thì cũng hay thích theo trend này, nhưng mà thực sự ra mình còn quan tâm hơn cái vấn đề này. Bởi vì là sắp tới mình cũng đã dự định cho một chuyến đi du lịch xuyên Việt các bạn ạ. Trong tình hình này thì thực sự là mình cũng rất là lo lắng nếu mà cái dịch này kết thúc sớm và mọi người được thì cái chuyến du lịch của mình sẽ khởi đầu suôn sẻ hơn. Thực sự ra là bây giờ mình cũng rất đang lo lắng, sẽ phải quyết định như là đang lưỡng lự các bạn ạ. Mình cũng đang chuẩn bị những cái bước đầu để cho chuyến hành trình sắp tới mang lại những trải nghiệm quý giá cho bản thân và có thể là chia sẻ thêm cho các bạn. Quay trở lại với dịch corona này thì thực sự ra là tất cả các bạn chúng ta nên chú ý cố gắng thì theo lời khuyên của bác sĩ thì là hạn chế nơi đông người, thường xuyên rửa tay khi đi ra ngoài về. Hoặc là trường học hay là rửa tay ngày 3 4 lần, chứ thực sự không phải là 5 phút mình rửa tay một lần, tại vì thực sự đây không phải là một cái nó tác dụng nhiều hơn tốt hơn 100% đâu. Thì chúng ta sẽ cố gắng là vệ sinh rửa tay với xà phòng sát khuẩn hay là nước sát khuẩn hay là cồn sát khuẩn cũng được các bạn ạ. Đó thì khi mỗi khi chúng ta đi vào những nơi đông người hay là chúng ta đi ra ngoài về đó, thì có quan niệm là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn ạ. Thực sự là đến nay thì Trung Quốc họ cũng đã công bố là đã có thuốc chữa trị, và Việt Nam thì cũng đã chữa khỏi cho một người tại bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh các bạn ạ. Nhưng mấy bữa nay thì mình cảm cúm và viêm họng, mình cũng rất là mệt, không có làm ăn được cái gì hết đó, nên là nếu như mà chúng ta có lỡ bị cái con corona đó thì thực sự là rất là mệt mỏi các bạn ạ. Không phải cũng là mệt cho bản thân nữa, là mệt cho những người trong gia đình của mình về chăm sóc, rồi tổng lung la rất là đủ thứ đó. Nên là mình mong các bạn là luôn giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe tốt thì chúng ta sẽ chống chọi được bệnh tật nó tốt hơn, hoặc là chúng ta sẽ lướt qua rất là nhiều bệnh.
Và thời gian này cũng là cái thời điểm mà cái không khí nó lạnh lạnh đó, nên là cái dịch về cúm thông thường hay là dịch viêm họng hay là sốt này cũng đang diễn ra rất là thường xuyên, nên là mong các bạn là quay trở lại công việc đầu năm mới thì chúng ta cũng để ý để giữ gìn sức khỏe và để ý tới bạn chăm sóc cho bản thân mình đó. Và chúc mọi người và chúc cả nước chơi Việt Nam của chúng ta sẽ vượt qua được cái đại dịch này một cách tốt đẹp và hạn chế thấp nhất sự lây nhiễm, và toàn dân thì có cuộc sống nó không bị đảo lộn rất nhiều đó. Chứ thực sự ta thì nhìn nếu mà nhìn rộng ra một xíu là các bạn có thể thấy là hiện nay thì cái dịch Corona Trung Quốc nó rất là khủng khiếp. Như chúng ta có thể xem trên một số cái phim đó thì nó chỉ có một vùng nhỏ nhỏ thôi mà dịch Corona này đã lan ra toàn thế giới rồi. Và Trung Quốc cũng đang rất là vất vả để chống lại cái dịch Corona này. Và về tầm vĩ mô thì thực sự ra là Trung Quốc họ đang gặp một vấn đề rất là lớn đó. Về bây giờ về về kinh tế đúng không? Ảnh hưởng rất lớn về kinh tế, về giao thương, rất là nhiều thứ. Rồi là hàng hóa sản xuất rất là khó, rồi là cái chương trình cái du lịch bị hạn chế đó. Ví dụ như Việt Nam chẳng hạn, bây giờ chúng ta không thể đón khách Trung Quốc, chúng ta cũng sẽ mất rất là nhiều khách du lịch đúng không? Rất là nhiều nguồn thu. Rồi là sắp tới bây giờ chúng ta đang nông dân của chúng ta sắp tới đang vào mùa sắp tới đang vào mùa thanh long các bạn, mùa thanh long và mùa dưa hấu đó. Bây giờ chúng ta và nhiều cái nông sản khác nữa bây giờ chúng ta rất là khó để xuất qua Trung Quốc, và là chúng ta phải tìm nơi khác, tìm nơi khác thì rất là khó. Thì những cái đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân và trực tiếp đến người Việt Nam của chúng ta đó. Thành ra là cái hệ quả của nó là rất lớn, nên là mình cũng mong sao là cái dịch này mau chóng được dập tắt ngay từ trong Trung Quốc, để cho kinh tế của nếu mà kinh tế của họ tốt thì chúng ta cũng tốt theo đó. Bây giờ là kinh tế thị trường rồi, này là các nước nó dựa vào nhau rất là nhiều. Ở Trung Quốc mà khủng hoảng thì dân của mình cũng khủng hoảng theo, tại vì thực sự ra thì mình cũng xuất nông dân của chúng ta cũng xuất khá là nhiều nông sản của Trung Quốc đó, nên là chúng ta cũng cầu mong là sao mà cho cái đại dịch này nó mau chóng qua đi, để cho cuộc sống của mọi người được bình thường trở lại và tốt đẹp như xưa. Nói đến đây thì mình hơi xúc động các bạn ạ. Mình xin kết thúc video tại đây các bạn. Thì mong các bạn là luôn chúng ta luôn tìm hiểu để phòng tránh, để chúng ta không có rủi ro, đúng mà chúng ta không có bị cái con virus quái ác này xâm nhập. Và chúc các bạn luôn khỏe mạnh và năm mới thì có nhiều thành công mới. Chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mọi người. Xin chào, bye bye.